nay chúng ta sẽ học tiếp bộ tiếng Anh My First Scrabble nha. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ học level 3. Trước khi chúng ta bắt đầu bài mới, mẹ sẽ kiểm tra Trâm Anh xem Trâm Anh có thuộc bảng chữ cái tiếng Anh chưa nha. Yeah. Bây giờ mẹ mời Trâm Anh trả bài cho mẹ bảng chữ cái tiếng Anh. Yeah. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Đúng rồi, Trâm Anh đã thuộc rồi, nhưng mà đó là Trâm Anh thuộc phần bài hát. Bây giờ Trâm Anh có thể đọc bảng chữ cái tiếng Anh không? Được. Đọc nha, không phải hát nữa nha. Dạ. Rồi mẹ mời con. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Rồi bây giờ Trâm Anh đã đọc đúng rồi, nhưng mà Trâm Anh đọc nhanh hơn nữa có được không? Chắc được lắm. Rồi mẹ mời con. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học nào bài mới nha. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ học level 3. Level 3 của chúng ta đây. Level 3 của chúng ta có 3 bảng. Bây giờ cho mình chọn đi, cho mình làm bảng nào trước? Trước nha. Yeah. Bây giờ cho mình sẽ làm cái tác. C U P C U P. Tiếp theo cho mình sẽ làm một cái cánh tay. Arm. Và chúng ta sẽ có A Fish.
để những chữ này lại và làm bức hình khác nhé. Và chúng ta sẽ làm thẻ cuối cùng của ngày hôm nay. Đây là thẻ này. Bây giờ Trâm Anh sẽ bắt đầu làm nha. Bây giờ Trâm Anh sẽ làm chiếc mũi, chiếc anh làm nose, chiếc tiếng sẽ là em. Tiếp theo là ấu, ấu kế bên em luôn. Và tiếp theo là S, S đây luôn. Và cuối cùng sẽ là Y. Video của Trâm Anh đến đây là hết rồi. Bye bye. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn lần sau.